Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà, cả nhà. Ai kiếm mó tép về nè. Chào cả nhà. Ở cái cốc chua. Xin chào cả nhà mình nha. Cái này là cũng buổi chiều rồi cả nhà. Hôm nay màu trời cũng không được tốt lắm. Đang chuyển mưa. Anh em mình vác cái tay lưới đi kiếm một ít tép với cá về mình làm món nấu bữa cơm chiều nha cả nhà. Chúc cả nhà mình một ngày mới ăn lành hạnh phúc sức khỏe. Cái mương này thấy bộ cá sặc nhiều nha. Thấy cá sặc nhớp không nha. Cá sặc bữa nay có cá sặc thì giờ mình chiên ngon lắm anh em. Mua sả ớt chiên. Mình kéo lại cái đầu cuối mương đằng kia nha cả nhà. Đó đó lục ngào cái gì đó anh mất. Đó chờ chú chanh kìa, chú chanh lục ngào kìa. Sâu dữ vậy? Sát luôn không? Có cây thì đâu rồi chứ. Tiếp tiếp cái này anh thấy. Cầm 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 cái anh thấy. Để mình dỡ mấy bụi lục bình nhất. Này. Chưa. Khoan khoan khoan, đi lấy mấy bụi lục bình nha. Không, không. Cái gì? Cái sặc. Cái sặc này mua sợi ớt chiên ngon lắm nha. Cầm cầm thích. Rồi có tép không? Ủa con tông mạnh mạnh không ạ? Cái thao kìa lấy rổ mình xúc luôn. Ừ. Cái sặc cái chợ bự nữa. Đừng mới cái chặt mới cái thằng tông cả nhà. Mưa im quá gì mà ít tép ha. Cái mà dính đi. Con cá gì thịt vậy? Ồ cái sặc ngon quá mà anh em ơi. Ôi, con phi bự chứ ngon luôn. Nó mập. Cá mập. Cá phi bự không nè. Mấy cái nhỏ đã chút xả xuống mương rồi. Cái con nói bự bự không ít. Tay trên tay dưới. Bình ra thuốc. Không biết quả lên. Thằng nói là con nắm tiếp diện lên anh mất rồi con. Cái tay kéo cái gì lên phong. Mấy chị chắc mấy đấy. Lấy cái chị gì cho cắt cái lại cái này đi. Ăn khước khước. Cái gì coi dưới này cứng vậy? Chưa tới. Chị chưa tới. Mắc cái gì? Mắc cái gì? Dở luôn đi mất. Ờ mình tông không nổi. Tông dính nha. Lớp mình tông rồi. Lấy lục bình cho anh thôi.
ăn phần đá gì vậy? Đủ lượng liền thôi. Em là lụm luôn dữ lắm. Mình chỗ trong cấp bên kia đi. Đây cho mình vào đi. À, giờ anh em mình lụm cái tay lưới này quá xá lắm tông luôn. Này kêu tông nhiều không? Hóa tông mình là tông đá hay gì nè. Tông bụng. Bụng nè. Tông này mới ngon nè. Tông nó ngon. Thì ngon hả? Hết. Cá nó cứng thì nó ăn thịt nè. Bây giờ anh em mình lụm cá vô như đây cũng đủ ăn rồi, mình về nấu cơm ăn cả nhà. Lượm mấy con ốc bự nó vô nãy. Trời sao bữa nay anh lăn ốc, lăn ốc mấy ốc này lăn bỏ hay vậy? Ai này có cá nhiều quá. Chê rồi. Lượm mấy ốc vô luôn. Lâu quá không đổi món làm xào sớt, cái này thèm sớt rồi. Kho sớt ha. Kho sớt còn có. Sớt lần lạc. Đúng rồi. Xài rồi ha. Xài rau bóp rồi ha. Rau bóp gỏi. Gỏi đồ cơm quá. Phước, ông Phước bó cho muốn anh Phước. Cái món bóp gỏi để anh Phước đi. Tông nó có thứ một rồi ta. Ừ. Nè, tông này tông ấy nè. Tông bay nè, tông ngon bên nhà. Nè, hai con khác nhau ha. Con tròn con dài. Dạ, cái này mình ra muốn bông gỏi cá kho sớt. Nấu cơm nhiều mới được nha. Nấu cơm nhiều mới được đó. Nấu cơm nhiều mới được. Cái mồi này ăn cơm nhiều lắm ngon. Nấu cơm thì thật là nhiều. Bụng cái bụng kêu ọt ọt hả? Để em thiếu cơm uống lắm. Nấu chừng 10 chén rồi. Đồ dữ nó ngon. Cái sạc thì muốn xả ớt chiên hả anh ba? Ừ. Xả ớt chiên cái sạc ngon. Ngon rồi cổ. Vụt lưới rồi hả? Bắt trời tới nơi không đủ ăn làm thêm ăn giờ đủ ăn rồi vụt lưới hả? Lưới dưới nó lên không ơi. Thôi. Đổ lưới giữa luôn. Mặn đây luôn hả? Sao mặn đây sạch hay ở đây mặn ngon ta? Thôi mình về nhà đi. Về bên, bên nhà mình đi nhà mình nước nó sạch sẽ hơn. Không. Ồ, quá xá luôn. Chụp hình gì thế không? Ngọt sức cả. Anh em cũng làm cá xong việc này để mình nấu bữa cơm cho cả nhà. Gì vậy? Gì tự nhiên cười á? Gì? Gì tự nhiên cười á? Vô tay. Lát cái vô tay vậy? Trời Phật ơi trời. Dạ quét. Lát cái vô tay rồi. Tao nói sao chị cho nó không đứt tay. Chị cha của ngài đứt tay. Muốn mình thêm leo vô cả nhà. Bữa nay cá ông tông kho sớt này dưới lắm ngon. Rồi hỏi phải gỏi cho nhiều mới được. Ăn lâu vậy đó. Cái này là rau muống còn... rau muống đỏ nha anh Phước. Muống đỏ đó, nó giòn giụm mà. Trứng mà giòn. Đó, anh em cũng mới xin được một ít dưa leo mình sắc dưa leo vô mình trộn với gỏi rau muống luôn. Rồi em mới ơi. Anh Hải thì chuẩn bị bên đây tỏi với sả. Dạ, mày kho sớt với muối cá sặc. Muối sớt chiên cả nhà. Mấy cái sặc với hai cái rô phi này mình muối luôn. Muối sớt ha. Ừ. Muối sớt làm xong không kho. Bữa ướt củi nó không chịu cháy nè thầy ơi. Từ chút cháy gì. Sáng nay thôi còn mưa nữa ha. Ừ. Ừ, hầu nhiều quá anh Phước. Nữa không? Hầu nó xẹp xuống hơn vậy. Hồi nó chọn thiệt cái nữa đi. Cái nữa đi. Có nhiều nó ngon. Kéo tay quá ta. Anh Phước anh chọn cái gỏi rau muống rất là ngon cả nhà. Bởi vì cái món này, món gỏi này là phải để anh Phước mới được. Nó nhiều nhiều đi cho mình hết thao luôn nha. Móc kho chảo cơm tông thiệt ngon lắm. Được, ăn được. Còn ha, ăn mà một bên kho, một bên chiên. Hải đèn muối xả ớt. Ớt xả ớt cá. Còn Phước thì đèn trộn gỏi. Wow, siêu cay luôn anh Phước. Cay không? Quá xả ớt luôn. Đó, nó qua cho anh hết này luôn nè. Cá nhiều ngon. Thơm. Wow. Cái lòng tông này ngon quá ha. Dạ. Cái lòng này mình lâu lắm rồi mới bắt được nha. Mà sao cái mương này, giặt gì hết anh Hải được có mấy con cá lồng bay à? Đi vô đây giùm em luôn Phước. Cái gì? Cục ngọt. Được không? Được luôn. Được anh. Cái đường thôi.
2. Rồi. Ăn nêm không? Cho miếng hạt nêm luôn. Vừa quá ha. Nước màu mà này mình canh cũng hay lắm đó, nhưng mà được gì đó chứ. Thôi nó không tới mà thôi thì nó khét. Chuyên nghiệp lại cái. Chuyên nghiệp nó nước màu được gì đó. Đưa vỏ cầm nha để nước mắm này. Ủa, nó hạt nêm anh chưa, để hạt nêm mà. Nêm nữa tôi chạy đi chợ hả? Nêm hết rồi nó rồi. Chị điện qua nó Long Xuyên về đi. Thì chợ trai với nước. Đây là gạt ngay đi chợ xa lắm. Kho lạc hay kho mặn anh Hải? Kho xả ớt mình chấm như muốn đó. Rồi. Đó là lạ lạ được rồi. Lạc lạc chút ha. Ừ. Cái sạc mẹ ớt muốn chết, con nó chiên ngon lắm ra nhà. Nhìn cho nó vàng, nó giòn luôn ha. Thơm. Phước, anh một cái chai sạc anh bậm vô đây, cái nữa là ngon lắm. Phước, nó da cái chắc chua rồi, con sạc nó ngon lắm. Cái sạc nó hay gì? Ừ, bậm vô mới sạc nó ngon lắm. Nhìn cái sạc nó. Ăn này sạch mình cơm. Mình làm ớt bằng nước chanh nha, nước cốt chanh nha. Cái trong trại mình thì cái vườn chanh trái nhiều lắm. Không bao giờ mà hết chanh hết. Ờ, chừa chanh hết luôn đó. Đây chừa luôn. Nhịp cho nó thơm. Sẽ nhiều nó ngon, nó thơm. Béo. Chồng đây đi. Nhớ cái mấy chuyến trước anh Phước anh trộn nha, cái gỏi rau muống này là thiếu á anh Phước. Bữa nay giúp kinh nghiệm làm một thao to luôn ha. Thêm ba cái dưa leo nè. Nên hôm nay sạch được cơm bữa rồi. Chiên 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 cái dầu cái sáng. Đây nè con. Dạ. Đó là áo là ớt là thấm hơn. Thấm rồi. Wow. Thấy cái thời gỗ của ông Phước hấp dẫn quá nha. Cá giết lên mắm rồi. Xíu à, cá này to mau lắm mau. Cơm chưa chín nên là nào cá chín rồi. Ủa còn đường nữa hả anh Phước? Thiếu đường, mấy niềm nó hơi lạc đường. Nước mắm luôn không? Niềm lại muối nó hơi nhiều. Niềm miếng nước mắm anh Phước cho nó dập cho muối xong. Sóc anh Phước. Lại sốc, sốc như hoài. Anh nãy nó sốc anh Phước em mới cười. Cộng vô muống đỏ mình mớp này sau này nó tươi xanh đã kìa ha. Kìa ha. Sao? Nó có chanh vô á. Nước cốt chanh á. Ờ chanh vô tái thôi vô muống lại. Nghe mùi quá trời thơm nè. Nó thấm nó mới ngon đó. Có chanh rồi lại có quế với ba cái dầu răm. Dầu răm thơm cái gì đâu. Mình cắt qua nó chanh nó vô ngon. Thao cá thấm chưa? Thao cá được chiên rồi. Dạ đấy, dọn vô đi. Bên đấy. Anh Hải. Nãy bà chị bà mới điện anh về có một chuyện gì á? Đi hả? Ừ. Chị Tiến mới điện. Chút mới về là ăn cơm rồi mới về. Có, anh kêu về liền á. Nãy về cắt cỏ gì đó bà kẹt chuyện rồi bà không cắt được. Kêu anh về cắt cỏ bò gì liền bà mới điện nè bà kêu về liền. Đi công chuyện rồi. Hả? Rồi sáng rồi. Hả? Cái này anh Hải kêu đi đâu cũng về đi về làm gì cũng không đi chứ. Cơm chín cá chín rồi gửi ngon quá sao đi được. Khóa mình ra chặt này cả nhà. À, ra chặt mà mấy cái ớt chiên. Chiên cho nó gần vừa, nó gần giòn. Thêm một ít nước vô là cá cá ớt này mình qua lạc cho mình thêm ít nước à cá cò lạc hôm nay bể nồi cơm nữa rồi chén người lên Phước ơi xong anh Phước ơi chưa cá chưa cá chưa nữa hả ừ cá mới dạng không bờ giờ mình múc cá khoai ra trước đi
để cho chiên chín với mình ngồi mình ăn luôn. Bây giờ mình ăn từ món này hết cá đó qua món này vừa đó. Vậy không rồi nó chiên đi. Được. Được không ba? Được, được. Bây giờ mình làm chi ăn từ món này, đang hàng món ngán lắm. Hai chiên. Tôi em chiên chưa? Chiên chưa? Ừ. Để tôi ăn rồi xuống hết cho. Ừ, cũng được. Rồi gì thôi, ăn ai gì ăn anh ăn xuống đây. Nó chơi làm thiệt hả? Sợ rồi, sợ rồi. Dạ, cơm chưa chết. Ừ, chế nước nó vô có anh mốc này nó mình chấm gỏi dữ lắm ngon. Ồ. Dĩa con to nha. Con lạc cái đó mà chấm gỏi nó ngon mà chết. Chiên luôn cả nhà ơi. Cuối cùng cũng được ăn cơm. Cái sặc muối sợ ớt. Muối sợ ớt. Quá sẽ ngon luôn á. Ngon. Chứ ngon. Tới hành ba, cho hành vô lên ba ơi. Được rồi. Đó. Bữa hôm đây, chiều đơn đây, sơ cả nhà. Thì vậy mà muốn con Phước nó thèm quá. Đó, cả nhà cũng như muốn bắp gói nha cả nhà. Giòn giùm luôn á anh hai. Giòn ngon. Ở nhà nó thèm quá. Chấm nước cá cũng ngon lắm mớp ơi. Cá kho sơ ớt chấm với gỏi, gỏi mà chấm với gói sơ ớt còn gì bằng nữa ha. Mấy cả nhà ơi. Nãy cặp với cái bông này là ăn ngon lắm rồi hả? Ừ. Bông đó bông gì? Không biết bông gì đó, bông mấy thiên lý không gì đó lý. Đó nó cặp vô nó đã rồi để em cho ừ. Ê cay à, okay. Chưa phải bông thiên lý nha. Bông lý hả? Mặn nha. Mặn nha. Làm luôn hả Lộc Nhi? Cả nhà ơi. Luôn nè. Mặn nha. Hay. Ngon. Ngon không? Có luôn không? Không ngon hả? Ngon không? Ngon không? Ngon. Ngon cái đầu mày chứ ngon. Làm cái bánh kia mà nó ngon. Ủa? Đúng không biết, em biết. Ngon không mà thấy mặt nó quét trơn kìa. Ngon mà chạy kiếm nước nha. Nóng bừng bừng vô. Chua cay cay. Đây Lộc bị anh ba gạt rồi. Nhân Lộc ăn ớt hay chứ. Đợi đợi làm miếng nữa kìa. Trái chưa đã. Có xài bằm trong trong nó ngon. Ừ, có xài bằm vô nó có hậu chua ngon. Muốn giòn nữa. Có sạc chiên giòn ngon lắm nha. Bữa cơm chiều đơn giản. Sau mấy lần kéo lưới đi đi hái rau muống về là được bữa cơm ngon lành hết mấy anh nè. Ba lưới à. Ba lưới cả đủ ăn. Ăn luôn sang ơi. Con món kho sáo thì ngon quá. Ừ. Ăn thông này ngon cá hầm tông này nó mềm mềm hơn cá kia không ta? Ừ, mềm hơn. Miệng hầm tông bay. Thật nhiều quá. Nhiều hơn. À, anh em ăn luôn đi để em cầm chút xíu nay em ăn sau luôn nha. Hết rồi nghe. Dạ. Không, em chỉ thích cái món gỏi thôi. Anh em hỏi anh Phước là còn nhóc cháu á. Phước nói còn chưa gỏi được hả? Ừ. Hết cá nghe. Phải cái món gỏi à. Trời ơi, cho thằng sang cá vô phi chiên bự đi. Dễ chịu à. Chưa ăn chưa. Cá mình mạnh vô đi anh em, buổi chiều này mình có cá nhiều thì mình ăn nhiều đi. Ăn cơm ít thôi. Ăn cá vô cho nó giàu đạm vô. Ăn cá là lóc. Khỏe lắm, mai mình đi làm. Lộc nè, ăn nhiều vô nắng cho ừ. Cao lên tí Lộc. Ừ. Cao nó bự lên. Ngại thấy mày teo không à. Anh ba mời ăn bông thiên lý mà kia không cao rồi đó. Ừ. Ngon quá. Ngon ừ. Hả? Bông thiên lý này ngon hả? Mời làm thêm cái bông nữa nha. Ừ. Mời làm bông thiên lý cho ăn nữa ha. Bông bự đi. Bông hơi nhỏ. Bự hơn nữa ha. Cái này đâu bảo tới chỉ 10 đang vui nữa nè. Cái tháng mấy rồi mà nó mười chưa? Mất. Nào cá tại ngon rồi đó. Tháng 13 nó giờ. 13 hả? Ừ, hình như tháng 13. Ăn cái món cá kho sơ ớt này nhớ lại kỳ đó mình xuống dưới cái ảo bên Đồng Tháp anh hả? Ừ. Mình đem mà nồi chén đồ theo mình xuống dưới mình nấu bữa cơm nó ăn sạch nồi cơm luôn nhá không? Khác thì cơm luôn. Mời bữa đó nấu cái nồi cơm củi cơm cháy ngon hết sức ngon luôn ha. Ừ. Một mấy món này mà có nấu cơm củi nữa ăn cơm dữ lắm nhiều. Cả nhà. Nấu cơm củi ăn nó ngọt hơn cơm gan nữa. Cho anh ba ăn chén đặc biệt rồi. Ừ. Làm đặc biệt không? Đặc biệt rồi. Trời ơi, có con cháy để em coi cái chén đặc biệt này cho làm sao nha. Ôi trời mặn nghe, mặn nghe. Mặn ăn anh. Dạ ba ăn. Cảm ơn Hải nhiều nha. Anh Hải còn thêm nước nữa mặn gì. Rồi mời cả nhà ăn cơm cả nhà ơi. Chén đặc biệt thiệt. Cái sức mời mặn anh ba. Anh này có lớn tuổi hơn tụi em chân á. Có cá thì đạm vô mời mặn mới nói. Nói gì? Hay quá.
Thì bây giờ anh em cũng xin bye bye cả nhà mình nha. Chúc cả nhà mình một ngày mới an lành, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào nha. Xin kính chúc cho cả nhà mình Noel cũng gần tới rồi. Thì đồng thời anh em cũng xin chúc cho cả nhà một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, sức khỏe. Bye bye cả nhà mình nha. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye bye. Bye bye.